Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Hội đồng đạo đức đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ pha 3A vaccine ngừa COVID-19 NanoCovax của công ty NanoGen. Hiện toàn bộ hồ sơ, dữ liệu đã được chuyển sang Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế để xem xét cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine NanoCovax. Trước đó, trong 3 ngày 20 đến ngày 22 tháng 8, Hội đồng đạo đức đã họp thẩm định báo cáo giữa kỳ pha 3A vaccine NanoCovax đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Tại buổi báo cáo, nhóm nghiên cứu cho biết vaccine nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Cụ thể, trong giai đoạn 3A, khả năng trung hòa virus sống của vaccine nanocovax tại thời điểm ngày thứ 42, tức 14 ngày sau tiêm mũi 2, là 96,5%. Trung bình nhân hiệu giá kháng thể PRNT50 với chủng Vũ Hán là 63,5 trong khi ở nhóm giả dược là 5 gặp chung giai đoạn 2 và 3A, nhóm nghiên cứu kết luận, trung bình nhân nồng độ kháng thể anti-SIGG đạt 57.56 u-ml, tăng gấp 218.93 lần sau 42 ngày tiêm vaccine. Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt 992%.